là vì miếng ơi bên này năm bên kia có hai thì đường tương đối thì sẽ có một bạn chơi rất là kỹ trong vấn đề trong chúng ta này. Và đây là cũng không nói nhanh nhưng mà nói rằng là có các vị trí trên vùng mặt có thể thấy được như là đuôi của mày, như là cái mỡ vùng thái dương, như là cái mỡ nếp chân chim, cái mỡ bên dưới. Tại sao đây có nhiều hình? Là bởi vì chắc là chị biết rằng là khi mà chúng ta tiêm filler làm đầy bên dưới có phải là khó nhất trong các kỹ thuật không ạ? Và cực kỳ khó là bởi vì nó quá nông, thì thật sự bên cái mỡ này cũng đi ra như vậy, cho nên cái giải phẫu phải được trình bày rất rõ trước khi chúng ta tiến hành thấy. Cái mỡ vùng gò má, cái mỡ vùng rãnh mũi má, cái mỡ rãnh marionette line, cái mỡ môi, cái mỡ cằm, cái mỡ mũi. Và thật sự nó không dừng ở đó mà nó có thể kể tất cả các vị trí trên cơ thể, ngực có, mông có, vùng mu có, âm hộ âm đạo cũng có, tất cả mọi thứ. Đây là một cái ca tôi sử dụng để trình bày với quý vị. Đây là một bệnh nhân nam 34 tuổi và chúng ta đến chúng ta thấy rằng là những điểm đánh dấu trên gương mặt như là nếp dưới, đánh nước mắt, tia rót nè, đánh mũi má nè, marionette line nè, và cái hõm hai bên thì rất là nhiều. Và một cái video chúng ta sẽ có thể xem. Đầu tiên thì đây là chương trình mà chúng ta đi tới đại tổ để tặng một cái điểm nhỏ trước khi chúng ta bơm dung dịch. Cái dung dịch này thì chúng tôi gọi là tumescent, tức là dung dịch trung phòng. Trong đó có một số thứ để khi vào cái mầm bộ, tế bào mỡ sẽ hút vô trung phòng lên để chúng ta có thể sử dụng nó sau này chúng ta lấy ra. Và sau khi đó thì chúng tôi quay ngược lại trên, chúng tôi sẽ gây tê tại chỗ ở những cái điểm vị trí mà chúng tôi dự định cái mở. Chúng ta thấy rằng là bệnh nhân này vẫn còn ra, khách hàng này vẫn còn ra, nhanh nó có nghĩa là khách hàng tỉnh ra chứ không có phải là mê đâu ạ. Thì cái này là chúng ta có thể thực hiện. Và sau khi đợi thời gian khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta bắt đầu tiến trình thấy mở. Thì quý vị cũng thấy là cái cây kim đưa vào và chúng tôi chỉ sử dụng ống 10 xi răng và chúng tôi không có bất kỳ một dụng cụ nào cả, chỉ là sử dụng áp lực tay. Như hồi nãy trình bày với quý vị đó là cái chúng ta tạo được 250 mm thủy ngân để đảm bảo được cái hàm lượng tế bào mỡ ra được nhiều mà không bị phá vỡ. Chúng ta thấy cái ống sẽ được đưa ra. Tất cả những cái này đều nằm ngoài ổ bụng. Chúng ta sờ bụng chúng ta thấy khối mỡ thì nằm ngoài ổ bụng, không có đi qua cơ, không có đi qua mạng. Và khi mở cái đường ra thì chúng ta cần phải để khoảng chừng 5 phút để chúng ta lắng đọng lại từng cái lớp. Thì các quý anh chị cũng thấy chúng ta có lớp và chúng ta sẽ bỏ đi cái lớp nước bên dưới, chúng ta sẽ sử dụng cái lớp mở đặt bên trên. Cái này chưa quan tâm thôi, chúng ta chỉ để thôi mà đã lắm như vậy rồi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển ra những cái ống lớn hơn để chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn xử lý mở. Chẳng hạn như trường hợp này tôi có bốn ống mở, mỗi ống mở là 20cc và chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý đến quá trình là quay ly tâm. Thì như này trình bày là do cái lý thuyết, do các nghiên cứu trước đưa ra là ở 3.000 vòng trong 3 phút thì chúng ta sẽ thu được cái hàm lượng ADS iodoxen sẽ nhiều, cho nên là chúng tôi luôn luôn thực hiện đúng cái giải pháp đó. Và hoàn toàn là giờ cái đồng nghiệp chúng ta được thấy là nó vô cùng gần như nó không có khoảng khoảng thời gian nào mà mở có thể tiếp xúc với bên ngoài. Thì hồi nãy chúng ta có trình bày là cái vấn đề mà rửa mở đó anh chị thấy là thì cái đó nó tiếp xúc bên ngoài, tùy quan điểm của từng người, tùy cách nghiên cứu bài báo để mình chọn giải pháp tốt nhất cho mình. Sau khi quay xong thì chúng ta sẽ lấy mở ra. Thì lúc này mở đã tạo thành ba lớp rất là rõ. Lớp trên là lớp dầu, có gì nó nôm na là những tế bào mỡ nào yếu á thì nó vỡ liền lập tức rồi. Nó chỉ còn cái xác tế bào thôi. Còn lớp dưới là lớp dịch nước, chúng ta sẽ lấy hết để chúng ta chọn được cái khối mỡ đặc biệt ở bên trong. Chỉ có thời gian này là thời gian mà mở tiếp xúc với không khí bên ngoài thì chúng ta chuyển qua các ống trước khi phân tách.
Bởi vì cái súng Magnum đó thì nó chỉ có sử dụng cái ống 1cc thôi. Cho nên là chúng ta sẽ chia ra những ống 1cc trước khi chúng ta đầu tiên. Và đây là cái dụng cụ của chúng ta để chúng ta tiến hành cái từng hạt một đều đặn mà không bị phạm lỗi khi mà chúng ta sử dụng. Ở trên nó có một cái nút vặn, các quý vị, nó có thể chỉnh là 1 trên 30, 1 trên 60, 1 trên 120, 1 trên 240. Thì thường kinh nghiệm của tôi thấy rằng là khi tôi cấy ở tia nốt á thì chúng tôi sẽ sử dụng 1 trên 240, bởi vì chỗ đó là khúc nhạy cảm nhất. Nhưng khi mà chúng tôi cái cầm ok thoải mái thì có thể là 1 trên 30 thôi. Nhờ đến những cái vị trí khác, các thái dương thì chúng tôi sử dụng 1 trên 60 hoặc 1 trên 120, thì tỷ lệ nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Và như này thì bày quý vị là bệnh nhân khách hàng tôi còn tỉnh, nhưng mà do đã tiêm thêm những vị trí rồi, có thể chúng ta thấy chúng ta sợ cái thực ra này y như là các anh chị tiêm filler thôi. Thì chúng ta đang hình dung là lúc này nó là một loại filler mà chúng ta sẽ đưa vô và cái tay chúng ta sẽ nhấp những cái hạt để đầy vô những cái vị trí này. Khó nhất là như thế tại chỗ và đây là cái kết quả ngay sau khi làm và một ngày sau khi làm, bởi vì cái phim này tôi thực hiện cách đây mới có 2 ngày thôi, cho nên rằng là chưa có theo dõi được sâu hơn. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây thì ngay sau khi làm lúc nào cũng vậy hết, thì cái gương mặt của mình nó còn sưng phù nề cho những cái tim, thì nhưng mà cụ thể chúng ta thấy là cái đặc biểu má đã gần như được giải quyết, cái nếp tia đó cũng gần như được giải quyết, và đặc biệt là hồi nãy chúng ta có cấy, chúng ta có cấy ở cái vùng hõm của khách hàng chúng ta đây, thì bây giờ gần như đã được đầy đặn hơn, và đây là một ngày sau khi làm vấn đề này đã được giải quyết. Một cái ca khác á, thì xin chị đây có nghĩa là ở đây là khách hàng 61 tuổi, chúng ta thấy rằng là cô này có một cái hõm mắt rất là sâu và mở, có thể cấy được vị trí này, đồng thời đánh mũi má chị sẽ, đồng thời cái tim đó chị sẽ, thì đây là cái kết quả sau khi cái 4 ngày. Chúng ta thấy rằng là tại sao cái mắt chúng ta vàng, thì đó là những cái mà bất lợi của phẫu thuật. Khi đưa vô thì có chút xíu chảy máu thì máu sẽ có sạch, sau 4 ngày sẽ tan ra, sẽ vàng hơn, thì đó là cũng là một vấn đề mà bất lợi của khi mà tiến hành phẫu thuật. Một hình khác là đây là cái mở bên dưới, cũng cải thiện rất là khá. Cô này thì chỉ 40 tuổi thôi mà cô muốn cải thiện cái lạnh kia đó, cái lạnh mũi má nhiều. Khách hàng này thì chúng tôi dự được số liệu 3 năm thì sẽ hỏi rằng là chúng ta sẽ có khái niệm tùy từng người sẽ thấy rằng là nó tiến triển như thế nào. Tuy nhiên cái hàm lượng mỡ của nó sau 3 năm, nếu như chúng ta đánh giá tồn tại được khoảng 50-60%, thì thường là những cái mỡ đó sẽ tồn tại những việc. Sau 4 năm, chúng tôi lưu lại những hình ảnh. Phần cuối cùng chúng tôi nói là về biến chứng. Thật sự thì phẫu thuật cái mỡ là một cái tiến trình khá là an toàn. Thì biến chứng mà chúng tôi thấy như là hoại tử mỡ là do kỹ thuật chúng ta thấy thôi. Nhiễm khuẩn, bầm, mất cân xứng, phì đại mỡ, hoại tử mỡ, thì gần như tất cả những kỹ thuật này là biến chứng này là do cái kỹ thuật của các cái phẫu thuật viên tạo ra. Tuy nhiên, chúng tôi có một cái biến chứng rất là quan trọng mà một năm trước đây đổ lại thì chúng ta thấy là tại sao chích vô bị mù mắt, tại sao chích vô bị hoại tử, thì thật sự cái này y như filler thôi, là nó là do chúng ta tiêm nhầm vào cái động mạch mà cochlea, tức là động mạch trên đồng rồng. Thì cái vấn đề này được hình thành ở cái hình này hơi giải thích rõ là ví dụ chúng ta có một khối lượng mỡ đưa vô cái động mạch này thì nó chạy vô bên trong, hình trước đó thì chúng ta thấy nó có một vòng tuần hoàn liên kết rất là nhiều, dù nó chích ở vùng mũi hay vùng mắt nó đều có thể chạy vô động mạch võng màng. Thì cái hình ảnh này thấy là ở đây có lực lớn vô, thì khi mà có lực này lớn nó vô, các anh chị thấy bên này nó sẽ tắt hết các mạch máu của võng màng, trong khi bên này cũng có mở vô mà ít thôi, thì nó chỉ tắt một nhánh thôi, còn các nhánh còn lại thì đôi khi rằng là cấy xong hay là chích filler xong mắt mà không thấy đường luôn, tắt hết rồi đó. Còn ví dụ như mắt chỉ mờ thôi thì mắt chỉ tắt một vài nhánh. Dạ thưa quý vị, để kết thúc bài thì tôi lấy một cái câu của Fisher, tức là Fisher là nhà khá nổi tiếng có cái mở, họ nói rằng là mở